ở cái thời mà 300% năm đấy, anh bảo chắc là cái thời 300% năm đúng không? 300% năm tăng trưởng là 300% năm. Tất cả ý chí thôi, tất nhiên thời nào cũng khó khăn, thời nào thuận lợi cả. Nhưng mà thời ấy tại sao tôi làm được ạ? Ta tìm cái thuận lợi. Còn bây giờ tại sao làm được ạ? Ta tìm cái giải thích tại sao làm được hết. Còn thời ấy là tìm cái giải thích tại sao được, khác nhau có thế thôi. Đây ông thầy nó bảo là tầng của tôi cao thế này, không bao giờ đây tung được 7 quả cả. Thế mà hôm nay nó đi trên xe đạp, nó tung được 9 quả. Thầy nó thố mắt anh nhìn, nhất xếp Việt Nam luôn. Đứng trên năm con lăn 1 phút, nó đứng trên năm con lăn 3 phút. Thầy nó tung 7 bóng, nó đứng trên năm con lăn tung 7 bóng. Nó hơn cả hai thầy luôn. Tức là hai ngành cộng lại không bằng nó. Một ngày là gì ạ? Đứng con lăn, một ngày là tung bóng. Nhưng nó chập cả hai ngành, nó hơn cả luôn. Lên luôn đi. Đấy, để chúng ta thấy là gì ạ? Nhắc lại, khả năng con người là tất cả chỉ là định chuẩn và đường truyền. Hết. Định truyền tốt, định chuẩn tốt là cái thế mà làm thôi. Đấy, nếu có gì quyết tâm làm văn hóa là thế. Lên tất cả lên đây, lên không ngồi thế. Lên đây. Hai bạn sau đấy, hai bạn lên. Lên. Đấy, một lúc là đội được hai chai ngay. Đấy, chị Vân là đội được hai chai ngay. Có tập chưa đâu. Tất cả chỉ là định chuẩn định truyền. Thì văn hóa là thế. Nhưng mà chúng ta học là gì ạ? An toàn. Chúng ta học là an toàn. Làm thế cho an toàn. Đấy chỉ hiểu sâu sắc cái này thôi. Rồi, khởi động một tí trước khi vào, đứng dậy. Muốn đọc tổ hợp nhanh lên. Buổi chiều còn 3/5 buổi sáng. Tại sao tôi biết như thế? Buổi sáng 5 hàng, buổi chiều có 3 hàng. Đấy cũng là loại văn hóa. Đấy. Thế tôi dạy một thế này, người khác dạy sao mà dự được giờ. Làm sao người ta phải... Đấy dương nhé, văn hóa hỏng đấy. Đã đi là phải đi bằng buộc. Không cứ phạt bỏ mẹ đi. Tất cả quy ra thắc. Từ khi nghĩ ra tiền, không ai nói lời xin lỗi cảm ơn nữa. Cứ quy ra thắc là xong. Đấy. Đã quyết định là phải làm đến cùng. Vì sao ạ? Thế thôi, tất cả chúng ta về cái là bị cái ơ kinh, cái xảy ra nó chiếm hết người. Bọn này là 100% là ở chỗ tôi. Không về nhà. Về nhà là phản xạ có điều kiện, nó là hỏng hết ngay. 24/24 là ở chỗ tôi, rất vất vả nhưng ở chỗ tôi. Đấy. Và ta thấy là gì ạ? Nó như thế mà nó làm xuất sắc như thế. Đấy vấn đề chúng ta không làm nên trốn thôi. Nó như thế, cái gì biết là tay chúng nó không vận động được. Cái bạn mà giỏi nhất ấy, cái gì 3 năm, bạn đến là tất cả phụ huynh khác là bảo là đề nghị không nhận bạn Khôi Nguyên. Vì sao ạ? Bạn chỉ chạy và cướp thôi. Mẹ bạn bảo là đến 5 tuổi không bao giờ bạn biết đi cả. Chỉ biết chạy và cướp thôi. Là hóc môn ấy. Nó phải rơi lại hóc môn. Cho nên cứ chạy và cướp thôi, chẳng làm được gì hết. Cướp. Thế thì là cướp luôn. Ăn cướp là không nói được gì. Đấy mà tập cứ là gì? Bọn này nguy hiểm nhất là gì ạ? Vậy thì đúng cái tuổi này là vô cùng nguy hiểm. Ông đủ trò hết. Thế mẹ bạn Nguyên bảo, may quá nhà em thoát. Mẹ bạn học thạc sĩ về tự kỷ đấy. Tôi bảo chị Lâm hoàn toàn. Vì nó ở chỗ tôi, nó ra hết năng lượng rồi, cho nó không bị. Tuổi dậy thì nữa, còn nếu không làm cái gì thì sao? Bọn này chim nó chấp chim ưng chú được 2 lần. Bọn nó khỏe lắm, đầu óc ngu si. Đầu trên ngu thì đầu dưới nó to lên, thế thôi. Mình đầu trên giỏi quá, đầu dưới nó teo đi. Thế. Đấy, cười đấy. Ôi giời, các chị mà thấy chị của nó không bao giờ lấy chồng nữa. Chán luôn, thấy thằng nào giờ đang chán luôn. Thế này gọi là chim. Chán luôn. Mà tôi không dám nhìn chị nó, nhìn là mình tự nhiên là không muốn phấn đấu. Không, không phấn đấu được. Nhìn chị xấu hổ thôi là, thôi, nhìn thế là sống làm gì đó, thôi biến đi. Ta đừng nhìn ra nó còn đâu mà tân gái nữa. Không dám bị tân gái. Đấy, tôi hiểu nhỉ. Cái gì làm được hết. Hạn chế là do ai ạ? Do mình. Limit belief là do mình hết. Tự mình hạn chế mình thôi. Chả có ai hạn chế mình hết. Đấy. Mỗi lần tôi thấy gì tôi nghĩ là không được. Việt ơi không thì nữa đấy. Mà cái gì biết siết học 7 năm từ bé. Học 7 năm trong nước, nếu là giỏi đi nước ngoài, thầy nó đi thực tập ở Pháp, thầy nó thực tập ở Đức, mà bây giờ thấy nó là chưa, có lẽ cụ ạ,
Cái hôm nó đùa nó là ngô nghe nó chả biết gì. Thầy nó bắt tập cái khó. Nó bảo chú Thọ là mẫu đi. Thầy nó điếng ngồi luôn. Lao tập đi. Không nó đùa nó bảo tôi thế. Mình tập bắt nó tập khó mà 10 đi. Ông là mẫu cho con một cái. Mày muốn dạy con tập được không? Mẫu cái gì? Mẫu này. Nhưng con làm được đâu mà mẫu. Nó cứ ngây ngô như hồi mới tập ba bóng. Để ông là mẫu cho con nhé. Bây giờ nó mỗi lần khó nó bảo ông là mẫu cho con đi. Cho một cái tát sẽ mẫu gì. Đấy. Xấu hổ. Đấy là thấy hiểu rồi. Dạy mình thế, dạy con mình thế. Mình có niềm tin thôi. Cái này tất cả chúng ta giới hạn là do niềm tin. Giống như ngày xưa là gì ạ? Anh Hùng Núp đấy, pháp nó bảo là bắn pháp không chảy máu. Thế là bắn pháp chảy máu. Thế là anh Hùng có gì đâu. Nó thay đổi niềm tin, thay đổi định chuẩn. Nhớ chưa? Siêu nhân, siêu chuẩn. Siêu nhân, đại nhân. Bất chuẩn, bất nhân. Chúng ta là bất nhân vì có chuẩn nhiều đâu. Chẳng có chuẩn được cả. Dễ làm lắm, không dễ làm cả. Đấy. Bất chuẩn, bất nhân. Rồi, ta học đầu tiên là gì ạ? Tại sao văn hóa doanh nghiệp chăm lại một tài quen, một bộ cái lý bằng tí cái tỉnh lại. Tại sao văn hóa doanh nghiệp chăm lại một tài quen? Hết. Thế ta hiểu sâu sắc rồi, câu tiếng Việt Nam rất hay. Thì rồi, tại sao phải gắn kết nữa? Một cây làm trắng nên non, ba cây chùm lại được rồi cả. Thì hợp lực kia sao nào? Vẫn hợp lực con. Đấy, khi chúng ta đồng hướng sau, cộng hướng, trái chiều sau, thì tiêu. Tại sao phải làm văn hóa doanh nghiệp là thế? Khi mình nhất quán mọi thứ này, khó nhất là PR gì? Thương mại. Đấy, học thương mại không biết gì đâu, tôi là tiến sĩ toán lý nhá. Không có địa chất nhá, tôi không biết thương mại là gì đâu. Chọc khoa gì? Em học khoa quản trị kinh doanh. Khó nhất là PR nội bộ. Chúng ta chỉ biết PR bên ngoài thôi. Khó nhất là PR nội bộ. Làm thế nào nhất quán, mọi người như một. Khó nhất làm văn hóa doanh nghiệp là PR nội bộ. PR nội bộ mới là khó. Bắt buộc là một hôm tất cả quân anh học 2 ngày với rồi thôi được học. Nếu muốn làm văn hóa, làm từ dưới lên là làm văn hóa. Làm từ trên xuống và dưới lên bắt buộc 2 ngày luôn. Tôi chưa tập thì thôi rồi lỡ bơi. Nó khác ngay, bảo đảm anh thấy không hiệu quả tôi trả lại tiền. Nhưng hiệu quả thì trả gấp đôi. Cô Huyền cũng chả biết đàm phán gì cả. Chúng nó ép xuống nửa giá đồng ý ngay, nhưng nếu hiệu quả thì tăng gấp đôi. Hôm tôi làm đi làm mạng thế bắt buổi đấy 1.000, xong cuối cùng lão Tuấn rút 2.000 đưa tôi tiến bạc luôn, trao đồng gì cả. Anh hay quá, đưa anh 2.000 hết biến. Làm một chầu rượu này rút túi đưa 2.000, cũng thắc mắc nửa câu. Hay quá, nó tôi lập cả nước về, cũng khoảng 300 người cả nước về, tôi chém một buổi 2.000 luôn. Đấy, vợ chồng thế, khi mà thấy mà hai đứa cộng lại không bằng một đứa thì chia tay hết, có gì đâu mà phức tạp. Đầu tiên có cùng một điểm đạt không đó. Còn khi cộng lại mà không bằng thì chia tay, vui vẻ đi chỗ khác chứ không phải đuổi gì cả. Tôi cũng thế, đủ duyên thì hợp lại, hết duyên thì biến. Nhưng ta lại cố giữ nhau, giữ làm gì? Sống được với nỗi nó phải giữ làm gì? Đấy, khi mà hợp lực là gì ạ? Ta mày có cùng đập đạt rồi đó, quyết tâm mô bày hóa đất nước. À câu mới nhá, câu này nhiều tiền lắm. Một câu này là Tây lấy độ triệu đô. E-life, elite life. Anh chỉ thay slogan của Mobifone thôi. E-life, elite life. Hay không ạ? E-life, elite life. Đấy cuộc sống số là cuộc sống thượng lưu đẳng cấp đấy. Thế là xong hết. IoT tất cả thứ là bán lên kiếm ít tiền. Riêng câu này mà tôi mà cả không biết bao nhiêu tiền nữa. Khó nhất là đặt slogan. Khi đặt slogan là định hướng, là điểm chung. Đơn giản là gì hiểu này? Tại sao ông Hồ? Đấy, cái này về nguyên tắc anh Lộc phải nghe. Tại sao ông Hồ làm dành độc lập năm 45? Dương, tại sao ông Hồ dành độc lập năm 45?
thế có biết gì đâu, học lịch sử đấy mà đấy là cứ bỏ lịch sử không thi là phải, có biết đâu thi mà chết à, mình tên là gì, Trang lắm Trang thế. Tại sao Bác Hồ giành độc lập năm 45? Yêu nước, thời cơ, đoàn kết, thống nhất lòng dân. Thống nhất lòng dân, làm sao thống nhất lòng dân? Thống nhất được cái mục đích. Mục đích gì? Độc lập tự do. Độc lập tự do là 75. 75 đây biết gần đúng rồi, 75, đây là 75. 45 thì có độc lập tự do. Nhưng mà câu gì chứ? Slogan: người cày có ruộng hết. Hết. Có ruộng à? Cho anh đi với. Có ruộng à? Cho thầy đi với con. Có ruộng à? Cho tao đi với hết. Không. Người cày có ruộng là làm chủ. Bây giờ là gì? Đảng Cộng sản Việt Nam có vinh quân Nam. Mày có thích không? Tao đảng viên bao nhiêu năm tao cũng chả thích chứ. Tao chả thúc đẩy chứ. Thế thì yên tâm đi. Tôi nói khắp nơi này. Không thể nào cho bỏ cậu ấy. Thật là dân giàu nước mạnh còn hay hơn. Nghĩa là đã slogan là gì ạ? Kích thích người ta làm. Định hướng. Kim Ngọc Vĩnh Phúc đấy. Người cày có ruộng đấy. Có gì đâu. Khóa 10 là người cày có ruộng hết. Chỉ lặp lại câu Bác Hồ thôi. Đấy. Slogan vô cùng quan trọng. Chứ slogan là tập lực lượng. Còn năm 75 với là không có gì quyết định tự do. Mỗi thằng nghĩ tự do một kiểu. Thằng thì nghĩ tự do hôn. Thằng nghĩ tự do ngủ. Thằng nghĩ tự do ăn cắp. Nhưng mà cứ tự do là sướng đã. Thế theo sạch. Slogan là tập lực lượng hết. Cái gì biểu số sẵn như thế. Số 1, một trong những cái tiêu chuẩn đầu tiên, tiêu chí đầu tiên để làm vào nghiệp là slogan. Tôi chưa nghiên cứu, lần này tôi lấy thuyết thôi. Tôi thường nghiên cứu thật kỹ và thay cả slogan nữa cơ. Đấy một mobile phone của Lão Hải đấy. Hồi Lão làm Vinaphone. Ông Hải ông mê tôi lắm. Ngày xưa quân của ông là gì ạ? Không có chữ ký của tôi một thuyết trình không lên phó phòng nữa. Cao Duy Hải đấy. Hồi làm Vinaphone, tôi đến tôi thăm Lão. Toàn bộ cán bộ công nhân viên Mô Vinaphone quyết tâm vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi bảo anh điên à? Có số điên. Chả thằng nào thích vượt khó khăn cả. Lúc đầu thì khó khăn. Cái công ty đất chỉ công ty lắm khó khăn thì sao làm được. Ông nói đùa thì phải vượt khó khăn mới qua được chứ. Anh điên thì có. Tôi thấy khó khăn thì chán ngay. Lại khó rồi. Lại vấn đề thì vượt mọi vấn đề. Không bao giờ người ta làm à, khó khăn là vấn đề là phản xạ đầu tiên khó khăn vấn đề là gì ạ? Có lại đã khó là có lại. Tôi làm thay một chữ thôi. Khó khăn bằng nhận thách thức. Vượt mọi thách thức. À thách thức bố mày chơi. Thách thức là bố mày chơi. Đấy tại sao con gái nó chả có ra gì vậy? Thách thức. Ừ đừng. Nó bao giờ nó đẩy ra không bao giờ nó kéo vào cả. Nó tự cho mình có yêu nó thật gì không. Nó thèm bỏ mẹ rồi. Nhưng đẩy ra phát. Nhưng không bao giờ nó hệt như bọn con gà đấy. Chạy cái này có nhanh quá không nhỉ. Nó đẩy cái này nhưng mà không phải đẩy cái này mạnh quá không nhỉ. Nhưng không đẩy một ông ngay thì nó lỡ có khi nó đánh yêu mình. Cũng giảm vào đẩy nhẹ thế. Mình lao vào nó đẩy nhẹ thêm chứ. Mình lao vào nó thả luôn chập lên mình luôn. Tôi chung là thách thức. Thách thức thực tài. Thách thức tạo sức bật. Vậy tôi không bao giờ. Nó bảo thầy có vấn đề gì không. Mày nói tiếng Tàu à. Tao không biết vấn đề. Thầy có khăn gì không. Mày nói tiếng Mã Lai à. Tao chả thấy khó khăn gì. Thế thầy có cái gì. Có mỗi thách thức. Thách thức sức bật. Thách thức thực tài. Thách thức thách thức thực tài. Thách thức thách thức thực tài. Đấy cái gì cứ cho thách thức 75% tăng xem có chết được mà lo. 75 thì kiểu nào cũng được 50. Giống như đội 2 chai thì bây giờ cũng đều được một chai hết. Nó đơn giản cuộc sống nó đơn giản chị nghĩ nhiều vươn tới mặt trời đấy. Hôm nay là khai vị thôi nha, chưa dạy văn hóa doanh nghiệp đâu, khai vị thôi. Đấy, vươn tới mặt trời, tối thiểu cũng rơi vào bình tĩnh tú. Khi tôi viết câu này, học sinh bảo ai viết, thầy ra nữa, thông tin, hay như thế không phải người Việt Nam. Thế tôi viết thế này thằng nào tin nữa, đấy, thầy cứ địa làm sao thầy được, cái lão này mới đúng này. Bác Âu là gì nhá, tên là gì biết không, bố mày nhất. Đúng bố mày nhất không? Viết như nào cũng tin cả. B.M. Hai chữ M rõ ràng là hai nguyên âm liền nhau là không thể viết được. S cuối cùng là Tây rồi. Mà hai chữ A là hai phụ âm liền nhau cũng không thể ta được. Bố mày nhất có đúng không? Đúng bố mày nhất chưa? Hết. Bà mày nhất. Hết. 17.
Ngày vào chả nhớ chưa? 17 Đinh Dậu. Nói ra mới làm được. 17 Đinh Dậu. Tôi quay lại cái này. Elite class, elite life. Về thế giới đấy, E-life, elite, E. Chứ A là thì E, đúng không? Elite là đúng không? Elite life. Là elite. Đấy. Đúng không? Đúng tiếng Anh không? Đúng tiếng Anh là elite không? Ai biết tiếng Anh? Không phải Google. Vậy số lớn này được không? Tây mà đặt cái này cứ triệu đô. Tây đặt cái này cứ triệu đô. Tây thay đổi toàn bộ cái nhìn của mình. Ồ, mình là sống đẳng cấp rồi. Đến e-mobile là đến thế giới mobile là cuộc sống đẳng cấp rồi. Và đã, mình nghĩ là sống đẳng cấp thì tất cả mình làm đẳng cấp hết. Đẳng cấp chập tật. Đẳng cấp chập tật. Đẳng cấp chập tật. Đẳng cấp chập tật. Nhất ăn tật. Nhất ăn tật. Tôi chấp tất. Mấy thằng ấy bảo là ăn dày ăn tất ăn cái đất xung quanh. Mấy thằng ấy bảo thầy diễn giả khác, thầy gì tốt bao nhiêu. Ô tao vì gì phải so với thằng khác. Không bao giờ tôi so với diễn giả khác cả. Tôi nói cho người ta giỏi, cha tao nói giỏi bằng tao. Các anh cứ đưa một diễn giả tôi chấp tay trái luôn. Anh biết diễn giả nào, ai biết diễn giả nào nào. Xem có bằng nửa tôi không nào. Biết diễn giả nào con? Cứ nói đi. Không biết đâu trời ơi. Quách Trấn Khanh đứng không nổi nữa. Đứng không nổi chứ đừng nói là đi nữa. Thẩm Dương, một thằng tài chính, tôi không chấp thằng nào mua. Thẩm Dương nói về làm người cũng chẳng khác gì tôi nói về tài chính cả. Tôi đọc bao hôm tôi nói về tài chính, nhưng tôi làm sao tôi biết về tài chính được. Không một thằng giỏi hai nghề được. Những cái thằng nửa mùa tôi bao giờ tôi chấp cả. Thằng nào nữa nói đó đấy. Thằng tôi chưa biết tên, không bao giờ thấy cái tên tên tuổi đúng. Tôi làm lăn lóc được 15 năm chả thua nữa. Một thằng vừa làm tài chính giỏi lại vừa làm diễn giả giỏi, mà diễn giả với cái môn không phải của nó. Chỉ có thằng điên mới làm được thế thôi. Mày vừa đá bóng giỏi lại vừa đánh bóng rổ giỏi, chỉ có thằng điên thôi. Nhất thằng nửa mùa chơi xóm thì làm giỏi thành hai cái, chứ là thế giới chỉ giỏi một cái thôi hết. Đấy, nó nói sáng nay vừa nói cho anh Bảo này. Tại sao FPT thụt? FPT Land, FPT Security. Làm đất chỉ công ty lịch, làm cả tin học, lại cả bán sữa, lại cả làm đất, lại cả làm chứng khoán. Chỉ có thằng điên mới làm như thế thôi. Làm sao là nghĩ được nhiều thứ trong cái đầu này thế? Cái cụ nói này, nhất nghệ tính, nhất thần bình. Tại các bọn ấy giỏi, cả ngày chỉ tập trung bóng, giỏi. Nó không phải học toán, nó vừa lý, nhưng mà tự nhiên nó giỏi lên. Thế ngày xưa làm sao đến 100 được, bây giờ đến 100 lùi được. Để tí tôi giải thích sau, để tôi hiểu như thế. Tôi viết có hơn 20 quyển sách thôi. Đầu tiên tác giả là phải là, diễn giả phải là tác giả. Tôi bán được 4 triệu bản thôi, hết. Đất nước này chắc là chưa thằng nào bán được 4 triệu bản sách rồi. Đấy, tôi chắc lại không đâu dễ thành công một đất nước này cả. Đấy, 4 triệu bản đấy. Tôi dạy cho Học viện Hồ Chí Minh về kỹ năng giảng dạy. Đấy. Hỏi Bảo biết muốn lên cách mạng, làm cán bộ cách mạng phải học đến 2 năm để lấy bằng chứng chỉ cao cấp. Còn tôi dạy cho giáo viên về kỹ năng giảng dạy. Đấy. Học viện giáo dục nơi đào tạo hiệu trưởng hiệu phó thì tôi dạy cho Học viện giáo dục về kỹ năng giảng dạy. Không dạy môn gì nữa nhá, dạy về kỹ năng giảng dạy để chị hiểu đấy. Không đâu dễ làm ở Việt Nam ạ. Chỉ tập trung một tí thôi làm hơn hẳn. Đấy, làm hơn hẳn luôn. Đấy. Dễ làm vô cùng luôn. Không đâu dễ xuất sắc bằng ở Việt Nam. Không đâu dễ xuất sắc bằng ở VTC Mobile. Trăm hơn một tỷ thôi. Chịu khó hơn một tỷ thôi. Phấn đấu hơn một tỷ thôi. Nhất luôn, nhất luôn. Nhớ lại, đẳng cấp chập tật. Đẳng cấp nhất. Thế Quách Trấn Khanh sinh năm 1973. Làm sao đứng đó cả ngày được. Đứng một lúc là gục luôn. Còn tôi đứng cả ngày. Hôm qua là 9 giờ mới nói xong ở Thái Bình, 11 giờ hơn mới về đến đây. Và chỉ gào hôm qua là nhà đa năng. Gào nhà đa năng là khó lắm. Mà rượu uống như thụi nữa.
để hiểu thêm một tí nữa, thế họ đẳng cấp. Thế chị phải học rất nhiều cái này. Rồi, thử nhá. Không phải đường mà quá được. Hai tay phải thế này. Có ai sẽ chọn hàng sợ? Sao không chọn hàng tranh được? Tập là một, ý chí là hai. Cố một chân, cố một chân chú. Nhất cố một chân chân chú. Đẳng cấp bằng chân. Em biết được thì đẳng cấp chân chân. Này, em lại gì đây? Đừng lại phải đấu. Phấn đấu sao hưng phấn, mà hưng phấn là chắc là sốt phấn. Bữa nay cũng phải hưng phấn, nhưng mà ta ít phấn đấu, ngại phấn đấu. Đấy, 2 phút hưng phấn, hưng phấn phấn đấu. Rồi, bài này nghe gì ạ? Thì, phải hưng lực. Đấy, còn nếu mà nhất quan với nhau thì gần như là đối cả dài nhau. Nhưng mà ngược chiều sao ạ? Chuyển chiều. Đồng hướng. Cộng hướng. Đồng hướng. Đồng hướng. Trái chiều. Trái chiều. Thế là phải nói theo việc nhìn từ góc nhìn toàn lý. Nhất quán về mục tiêu, mục đích. Nhất quán về tương lai. So với độ lớn, so với rộng. Nó rộng với đi ngược chiều mình sao ạ? Nó phá nguy hiểm hơn. Đối với mình định hướng. Rồi, tại sao tôi dạy con tất cả tổ chức? Dễ bằng vật nó chứ gì hơn? Người ta có dạy 2 đến 1, không trộn quẹ, nó thiên được luôn. Đây, cái 2 người bình thường, cho một cái trầm cảm, không phải chị thôi nhé. 2 đến bình thường, thì cho nó trầm cảm vào. Hết. Hết. Cũng cửa được. Đây. Đấy, nó sẽ cho tôi. Đấy, nó sẽ cho tôi. Cho nên tôi bảo là 4 em muốn là chúng tôi phải đấy. Cứ tất cả mạnh thì tất cả sẽ hết. Tức là học sẽ được nói gì là này. Để mình thế. Dân tộc, anh hùng lũ. Nó thu phù áo, phòng hóa nó hơi may. Dân quân chẳng thể chuyện. Phi công với quân chấp. Dân, để giải quyết đường kín á. Nó làm được, ta phải làm hết. Bây giờ bọn tôi phải học con này, chứ không phải nó dạy tôi. Ngày xưa bọn tôi làm sao đi được 3 con lăn, nhưng bây giờ thằng Nguyễn Thần Kinh nó đứng 5 con lăn. Bây giờ mày thế nào? Hà Dương, Nguyễn Ba, nó nằm từ vịt 3 chứ. Thằng Nguyễn nó tung 9 bóng. Nó tên gì? Kiếp ơi, mày thế nào? Thầy ấy mới 1 năm bóng. Chứ không như nó có thể cho chẳng 3 bóng thôi. Không thể là tầm 4 là nhiều được gấp rồi. Bây giờ tối thiểu là 5. Thì nó quá dễ. Biến mọi thứ thành nghiễm nhiên. Mình nghiễm nhiên, nó đúng 9, mình đúng 5. Không phải là không người phải nghiễm nhiên mà quá thấp. Cách sinh nhật là thế nào chứ? Đẩy lên kiểu. Thế thấy người khác làm được, mình làm được. Thế bất tận bởi cái này làm với tôi lên. Mẹ nó nói, sau 3 tôi cũng làm như thế, chẳng là mình được không đúng đôi nữa. Mày không đúng đôi nó phải hơn nó tí. Thế là có bất tận phiên tiền ở trên đây. Nha bạn, gần mơ, gần đen, chọn bán, chọn chỗ, chọn cộng đồng, sống con, sống cộng đồng, sống xuất sắc, cộng đồng xuất sắc. Thế bói dòng số 1 thế giới, nói thế nào ạ? Muốn xem bói không? Không. Muốn xem bói không? 5 người chị hay gặp nhất là ai? Cùng xì. Thường là các bạn. Thế chỉ là vừa xịt vào các mặt thế. Không, thì hãy gặp mình nào thì mình là thế rồi. Hết. Nghĩa là mình chỉ theo kiểm tra mình, bói tự bói cho mình thôi. Lâu nay mình gặp 5 người mình hay gặp biết ai nhá. Chắc chắn mình là tụi mình gặp một năm tới. Hết. Ồ. Đấy, không biết cùng là sao. Là làm thế nào? Phải tạo ra edit lại ở đây. E-life. Tiếng bạn thế nào là E-life? Yêu cười bắt buộc. Bắt buộc có yêu cười. Ít nhất là ngày mình cười hơn 2-3 lần trước. Tại sao mình cười?
Cười bán. Cười bán. Cái tiền gì để sướng? Sướng cái gì? Ta cười. Tiếp. Cười tươi. Tiền tươi. Cười mỉm. Cười mỉm tiếp tim đấy. Cái nào vui lắm. Cho đầu ta chi nhiều tiền đất à? Cho nó vui. Hôm mình mượn có chi nhiều tiền không? Còn lâu. Hôm nó vui lên. Để chú thoải mái đi. Tiếp. Vui vẻ. Để làm cho luôn. Đi taxi mà nó vui vẻ. 95 thì chú cầm luôn đi. Còn mà điên lên rồi. 94 giảm lại 6.000. 99 giảm lại 1.000. Không có tiền lẻ. Cái mẹ này. Mặt mẹ này thì bố mày ngồi. Hết. Nếu không có thì bố mày không giả. Điên lên. Cao có. Có đâu có. Có đâu có sao. Elegant smile. Ad là sướng. Elegant lúc thơ. Cười. Sao bằng. Đô la phải sướng lắm thì nó mới nhiều đô la. Đô la thì sướng, nhưng mà sướng là không đô la. Đô la thì phải sướng, thì sướng chắc có đô la. Hai bây giờ đi với nhau. Càng càng, càng càng. Càng sẵn. Tiếp. Vui vẻ, phải người, vui vẻ, trẻ lâu, vui vẻ, trẻ là tiền. Vui vẻ, trẻ là tình. Vui vẻ quá, trẻ là mẹ. Tiếp. Biết tại sao mày vô ngươi cười. Thật tí cười cho chị hai thằng bé. Cứ buồn buồn với chị mặt hai thằng bé hôm nay cười. Thật xong. Tỉnh ngay. Tỉnh ngay. Rồi. Tại sao mày xây dựng một không khí vui vẻ. Nói chị. Thì mình nghĩ nói là tại sao phải xây dựng một không khí vui vẻ. Thằng. Tại sao xây dựng một không khí vui vẻ. Cũng chưa phải đâu. Căng! Tại sao làm gì vậy? Cái vùng khóc đó. Ừ, thôi một tay. À, đây rồi. Để xem đến tích là gì? Chính truyền học. Chính học là ta đẻ ra thì không thay đổi về gen. Đúng không? Đúng không? Gen là không thay đổi, nhớ chưa? Nhưng cái gì đó là khác nhau. Đúng rồi. Là bên Phần Lan. Cái mới nhất gọi là epigenetic. Genetic là di truyền học. Epigenetic là ngoại di truyền. Được chưa? Nó là epigenetic. Nó bỏ bỏ đi. Điều trị của mình là ngoại di truyền. Nó bỏ bên ngoài. Nhân là gen. Và bên ngoài nhân là membrane. Membrane là nơi nhận thông tin. Và thông tin nó quyết định mở cái ADN nào. Okay. Thì có hai loại chính. Là một loại là tạo ra phát triển, một loại là thông số lên cúc cái ADN đấy. Nhưng nếu cái vui vẻ thì tạo phát triển, còn nếu mà buồn phiền thì tạo phát triển. Nên thành tạo ra môi trường. Thế bọn đã ở cái môi trường tôi sướng, nó vui thì nó rất giỏi. Thế tôi đều tôi phải tạo môi trường trước. Các chị tưởng tượng là ngày nào tôi sáng tạo. Thế nó thì sớm rồi đấy. Nó thì sáng rồi thì điên đấy. Nhưng mà thi thì chấp là thanh niên. Điều tôi đang cười. Cái sáu lên đôi rồi ấy. Đến ba rồi ấy. Mày đã tên lên đôi. À, 26 lên đôi năm 2. Các 12 là phòng được có 11 phòng được thôi. Nhưng mà chống không được. Chống chưa được nữa. Chứ được. Ý chí thôi. Tinh thần thôi. Tư tưởng là thoải mái, hết chứ. Không chịu làm gì, trẻ lý trí là gì, trẻ tinh thần là gì. Thế tại sao trường môi trường lên, môi trường nó tạo lên và xúc tác lên tế bào. Và tế bào xúc tác tốt thì tế bào đẻ ra. Xúc tác nào thì năng lượng ấy. Còn ADN giữ nguyên tốc độ, nhân là không đủ. Nhưng xúc tác nào thì tạo ra năng lượng ấy. Xúc tác tích cực. Nó tạo ra năng lượng tích cực. Chúng ta tiêu cực thì nó tạo ra năng lượng tích cực. Các bạn đã thích tôi rồi chứ. Thế sợ thì co lại được. Cái chạy và chiến. Hoặc là chạy và chiến. Hai lần. Hai lần.
chứ đồng chí là sợ mà sướng, sợ thì co lại, sướng thì vươn cao. Và hai giây bắt đầu là người ta chưa nhìn gì cả, sợ mà sướng lắm, sợ mà sướng để sinh tồn. Và hai giây bắt đầu là sợ hay sướng hết. Rồi sau với A, B, C cái suy nghĩ, chứ lúc đầu là không có gì cả, để sinh tồn. Hai giây lần thế là nhìn cái mặt này sợ mà sướng lắm. Thế nên tôi bảo chị về nhà là cách nhà 100 mét thì sẽ được. Em về này vừa mặt hoàng lên, nó chán là cô uống rượu thì nó bỏ chỗ khác. Đấy. Và lúc nãy là được rồi chứ. Người ta bảo ba nó cảm nhận thì nha mại nha, qua một chơi chứ. Neuron có tính dẻo là neuroplasticity. Cho nên cuộc đời chúng ta nhào nặn đứng do ai? Nếu mình không nhào nặn thì người khác nhào nặn về mình. Thứ hai là trực truyền mirroring, không phải học gì cả, gần mơ thì đen, gần đen thì nặng. Thứ ba là gì? Em ý cho nên thích môi trường. Để chứng minh môi trường, các bạn biết gì quan trọng nhất là kinh tế nước, đặc biệt kinh tế nước bao giờ chưa? Môi trường muốn thì kinh tế nước xấu, môi trường đen thì kinh tế nước rất tuyệt vời. Đó là ảnh hưởng môi trường. Học mới chất của người Nhật chứng minh đấy. Đấy. Phật thì dạy gì ạ? Vạn pháp duy tâm tạo. Vạn pháp duy tâm tạo. Đúng không? Đó là thực phẩm. Các cụ mình nói là gì ạ? Có đức. Chứ không ai ai có kiến thức mà sức mạnh. Các cụ nói là gì ạ? Có đức và sức mạnh. Bây giờ mà nói đạo đức thì người ta bảo dùng viết, không phải dùng viết thế nào mà. Có đức và sức mạnh là nghi lâu nay đấy. Chuyện là này, có đức và sức mạnh, chứ không phải là có kiến thức và sức mạnh, mà có đức và sức mạnh. Thì tại sao phải nói như thế? Nó nói là đạo đức có thế rồi. Phản pháp thì tâm đạo, chứ tâm kia mới và tài thì văn hóa là tinh thần, mà nó là tiềm thức tinh thần của thân thể, văn hóa thì nghĩa là còn cái khác là cái vô hình nữa, vô cùng vô tận vô lượng, còn cái hữu hình là không hạn. Định nghĩa văn hóa là gì? Tiềm thức tinh thần, tiềm thức tinh thần. Đấy, thang máy không phải quen, chỉ tâm kia mới và vài cái tải, một cây được chẳng đến non, ba cây chụp lái. Để nó đánh khảo. Cái nhìn lính của tôi cũng gọi là dở hơi. Chính mình sao biết tôi là dở hơi? Vô hình để chết. Đây cái này phó tổng của tôi xuống đây không sao. 7 ngày trong trại. Game thủ đấy. Game mà đánh nhau, mới có 7 ngày trong trại thôi. Không chạy được mớ tiền thì được ra. Dòng bên giỏi cùng nhau cứ để nó một mình thì chưa biết gì xảy ra. Chứ lúc này bên khoa đấy bác sinh đấy hàng kỳ được bác sĩ ấy. Bây giờ số một viết của tôi biết gì, số một viết mấy cuốn sách là nó biết là chính tôi chỉ định hướng thật lãnh đạo mà lãnh đạo gì chỉ đường làm được con. Tôi không viết chữ nào, tôi không viết chữ nào luôn. Chỉ khi nào nhà xuất bản nó cãi mà cái này khó ngửi đưa tôi sửa cho hết. Tôi chỉ là định hướng, không bao giờ tôi viết. Đấy, ông này bỏ học nó chín nửa cái môn, nửa cái môn toàn là bọn cũng biết lời hồi người rồi chạy hết. Lại cho sao bên kia là muốn học Academy là phải lớp 12. Tôi chắc là học lớp 12. Điên vào lớp 12. Đấy. Tiềm thức tinh thần tập thể. Rồi. Em viết ba cái này. À. Neuroplastic em thức mình viết đấy. Không. Ừ đấy. Thế mình dựa đến cái mình phải làm được. Dựa đến ba cái mình. Tức là cơ sở khoa học. Và quá trình văn hóa là gì ạ? Văn hóa là gì ạ? Văn hóa là tiềm thức hóa. Từ ý thức thành tiềm thức. Bắn nghe. Thế thì phải xây dựng văn hóa thôi. Không phải một ngày ăn đâu.
không phải ngày một ngày lận. Đấy, ý tức là cái nổi bên trên. Đấy, mặc định tiềm thức hóa, tiềm thức nổi trội. Khi ta tập quen thì sao ạ? Thì nó kiểm soát ý thức. Đấy, kiểm soát, quyết định, khống chế. Và đừng có bảo đứa là vô ý thức mà mắng nhau là mắng gì ạ? Đồ vô tiềm thức. Trong tiềm thức nó không có tập luyện, làm sao nó tập luyện được? Tiềm thức là hệ quả, vừa là hệ quả vừa là công cụ của ý thức. Lúc đầu là ý thức lên tiềm thức, nhưng sau tiềm thức nó quyết định ý thức. Ta tạo ra thói quen và thói quen tạo ra ta. Đầu tiên ta uống rượu và sau đấy rượu uống ta. Đầu tiên tôi chơi game và sau game chơi ta, có đúng không? Tôi không dám ở nhà vậy thế. Tôi ở nhà là chơi game ngay. Cứ tưởng là tôi thực tế, nhưng tôi biết cái cơ chế này. Bố mà sờ vào gây là bố mày là thích nhất. Thích nhất là bố mà cứ đi chơi. Đấy. À hỏi đấy, làm thế nào không chơi game đúng em? Vẫn chơi là mua điện thoại khác. Chắc là em cũng nghiện đấy, em không biết. Bỏ điểm đi. Hết chơi ngay. Không có điểm nó không biết là thua hôm qua. Bỏ điểm nó không thể nào chơi được. Cứ bỏ điểm đi xem. Tôi chơi chỉ thế này. Hôm qua được 1.000. Ngày xưa tôi chơi cái gì đấy, xếp xếp cho tôi chỉ nhớ lắm. Hôm qua được 1.000, hôm nay được 800. Chả lẽ thua hôm qua. Thế chơi mà càng chơi thì càng mỏi mắt, mà càng mỏi mắt thì càng kém. Xong gục xuống mặt, xong ngủ một lúc, xong dậy lại chơi. Nhất định phải hơn hôm qua, chơi đến sáng luôn. Cứ mỗi về mấy cái điểm thôi. Tự sướng với mình thôi. Hôm qua 1.000 điểm, hôm nay mới được 800 điểm. Đấy. Không may là lên 81 lại chết mẹ luôn. Thì mấy ngày sau lại cố để lên 1.001. Ấy có thế thôi. Không nâng cấp, không thưởng, không cho điểm, dừng ngay. Khó nhất là phải nâng cấp, thứ hai là thưởng, thứ ba là cho điểm. Đấy. Rồi, tạm thêm một tí đã. À, một tí nhỏ nữa là vậy. Không phải đoàn kết mà phải đồng tâm hợp lực. Đoàn kết nghĩa là gì ạ? Không chửi nhau thôi. Đừng có nói chúng ta phải đoàn kết mà chúng ta phải đồng tâm hợp lực. Đầu tiên có chung ý chí là gì ạ? E-life là elite life. Một cái giống đẳng cấp đã. Nó đồng ý với nhau là 75% nữa. Còn ngu lắm là xuống 50. Ngu nữa là xuống 30. Nếu mà tăng gấp đôi thì không thể xuống 15% được. Không cách nó xuống 15% được. Còn ta đặt 15% là cùng lắm được 20 là hết. Anh cứ thay là được ngay mà tôi nói anh thay được, họ quyết tâm sẽ làm và làm được ngay. Chắc chứ làm được ạ. Còn tức là trong khoa học nó là gì ạ? Hạn chế niềm tin hay là niềm tin hạn chế. Limit belief do mình đặt ra thôi. Cái trà sân tối cao này, ông thầy siếc Việt Nam bảo là không thể tung 7 bóng được. Vì ông thực tập ở Tây, nó quy định là thế này là 3 bóng, thế này là 5 bóng, thế là 7 bóng. Ông bảo muốn tập thống nguyên 7 bóng thì phải xuống sân. Mà cứ tung bỏ mẹ đấy, còn lão về là mình tung. Tung được 7 luôn, xuống tung 9 luôn, chả phải thay môi trường gì cả. Thay mỗi cái này thôi. Thay mỗi cái chủ đích thôi, thay mỗi cái đặt bên này thôi, hết. Và không những 9 bóng, còn 9 bóng trên xe đạp thì thầy nó đái ra quần luôn. 9 bóng trên 3 câu lăn thầy nó vừa ỉa mà đái luôn. Giới hạn do ai đặt ra? Con người. Do ai phá? Do con người hết. Do con người hết. Đấy, thì chúng ta phải hiểu đấy. Đồng tâm lực làm được hết. Đấy, hộp riêng. Nghĩa là muốn làm cái này thì tất cả mượn hội trường khác rời khỏi đây, không được ở đây. Ở đây là chúng nó chạy nháo nhào lên, vì cái chỗ này thì nó lại cứ như cũ thôi. Phải ra chỗ khác tập đấy, hội trường khác. Còn đi ra ngoại ô là càng tốt. Chơi một ngày thì dần dần phải dán khắp nơi, phải dán khắp nơi để thấy cái chữ ấy. Bước vào cửa phòng của tôi là chạy làm xuất sắc cách không tưởng, khẩu hiệu đầu tiên thì hết. Bước vào cái là nhìn về làm xuất sắc không tưởng, hội trường của tôi đấy. Tất nhiên trường tôi nhỏ thôi, nhưng bước vào cửa là làm xuất sắc cái không tưởng. Thế giới chưa ai dạy được bọn này đâu nhá, các chị an tâm đi. Thế giới chưa ai dạy bọn này cả, cái bọn trầm cảm đấy. Thế giới chưa ai dạy được, không tin cứ vào Google mà xem. Chưa ai dạy được. Việt Nam rất nhiều trung tâm, nhiều năm chưa ai dạy được.
chỗ tôi 3 năm là dạy được hết. Kỳ công lắm. Tức là nắn lại đường neuron. Cứ tập cái này tự nhiên neuron nó chạy theo. Cứ tập cái này neuron nó chạy theo. Hết. Tức là từ ngoài vào, bình thường từ trong ra, từ trên xuống, từ trung tâm ra ngoại biên, còn tôi làm ngược lại, từ ngoại biên về trung tâm. Không ai nghĩ cả. Mỗi tôi nghĩ thôi. Chả mất cái gì cả. Được thì mình nhất thế giới, không được thì mình vẫn thế. Thế tại sao không làm? Tôi nghĩ rất đơn giản thôi. Được thì mình nhất thế giới, mà không được thì mình vẫn là mình, có mất gì không? Đặt 75% có mất gì không Vân? Được thì thế thì đủ. Thầy việc có phần. Mà không được thì vẫn 15%. Có mất gì không? Thế mà không đặt. Tôi nghĩ rất đơn giản. Các anh chị rất phức tạp nhé. Vĩ đại phái, giản dị. Trước sau thì hội đồng quyết 15% rồi. Giờ mình đặt 75 cho nó vui thế thôi. Được thì mình chơi, không được thì về 15%, có mất gì không? Có mất gì không ạ? Có mất gì không ạ? Thế không mất thì tại sao không chơi? Nhưng mà ta cứ sợ, toàn sợ cái, sợ mất cái chưa có. Ta làm đâu mà sợ mất. Đấy chứ học tôi mới có thể, mỗi lần thấy buồn, thấy chán, thấy khó khăn, mẹ cái thằng chó về tròn, hầm như thế mà vẫn máu. Mình đẹp dai thế này, người người thế này, nó cứ tự hạn chế mình, tự giết mình. Đấy, cái này 3 năm đấy, tôi bảo bố mày viết sách nhiều nhất Việt Nam, tôi điền tôi nói thế. Thế bây giờ sống rồi. Tiếng Anh mà 1 triệu bản là bestseller. Còn tiếng Việt mà 1 triệu bản khó lắm. Cái gì nó mua sách xem. Quyển đầu hay lắm được 10.000 bản. Mà tôi bán mới có 4 triệu bản thôi. Không ai tin nổi, không ai tin nổi. Tôi nói là người ta nhiều đứa ghét được. Nó ghét tôi vô cùng luôn. Thầy cứ nói là này, xin lỗi nha. Nói nhỏ thôi nhá. Nhất ghét tôi lắm. Có lần ăn friend thôi. Hồi tôi vào nghề giáo dục, thầy nhất là nghề giáo dục thì tất cả cái gì số lớn là phải nói thầy nhất. Cái gì đấy? Tiếng Anh, nó gọi là gì nhỉ? Không, nhưng mà cái gì đấy, một phong trào của thầy nhất, cái gì đấy? Đấy, rồi toán, gọi gì nhỉ? Olympic toán học, Olympic tiếng Anh. Thầy quen tất cả sở. Thầy nhất hơn tôi, thua tôi 1 tuổi. Rất bảo thế này chứ, Việt, cái gì? Cùng đồng hương với nhau, biết nhau lắm. Thầy là gốc Quỳnh Lưu chứ không phải là gốc Nam Định đâu, học ở Nam Định gốc Quỳnh Lưu. Đảng viên Quỳnh Lưu, chứng minh thư Quỳnh Lưu. Thầy bảo mày muốn bước vào ngành giáo dục thì một cách duy nhất là bước qua sang nhất hết. Thế mà mày mẹ, mày chưa biết tao là mày là gốc Nghệ An, còn tao chính là Nghệ An luôn chứ không có gốc thế nào cả. Nghệ An luôn, chứ mày chỉ có gốc thôi, chứ tất cả gốc ở ngọn Nghệ An luôn. Thế là tôi đi, cứ đi đâu tôi chụp ảnh, ngồi với giám đốc sở, ngồi với trưởng phòng giáo dục. Mẹ có thằng mất dạy, ông quên hết. Đâu hỏi thầy nhất là bên ngay. Chứ tôi mấy tháng sau tôi quên tất, tôi chả thua thằng nào cả. Cứ gọi là tặng nhất vào, nhất điên luôn. Cứ tôi đi ngồi với giám đốc sở, với trưởng phòng giáo dục, tôi tặng nhất vào, nhất điên luôn. Ăn friend rồi, ăn lâu rồi, nhất ăn friend thôi. Tất cả nhiều thứ nữa, bạn rượu với nhau thật nhau vô cùng đấy. Ngày xưa là tôi làm ego với nhất, anh nhiều thường ghét, anh giỏi nhiều thường ghét, ngu là nhiều thường thương, đời là thế. Ô, thứ hai, ô cái chuyện nhất là phải chấp nhận, nhất phải chấp nhận, nhất đẳng cấp là chấp tất, elite phải chấp tất, làm cái gì người ta không tưởng nổi được. Nếu khó khăn có thể nhìn thằng Nguyên lúc này đấy. Có 3 năm rồi đấy. Có 3 năm mà vô địch quốc gia. À chứ đấy, kỷ lục quốc gia nhưng mà vô địch chứ. Vô địch có không là kỷ lục nhé. Nhưng kỷ lục là kỷ lục. Có 3 năm là kỷ lục quốc gia. Bây giờ đây. Ôi chết. Thầy nói mẹ. Thì có 3 phần quan trọng nhất là vật, thuật và đạo. Vật là vật chất đấy. Thuật là kỹ năng. Còn đạo là văn hóa. Tất nhiên là mình nói sơ sơ thôi. Thì lâu nay chúng ta quá tập trung rồi ạ. Vật. Giáo dục ta thì thế thôi, kiến thức thôi, không dạy thuật. Còn đạo thì không. Thế tại sao chúng ta chết? Đạo đường đi. Đạo đường đi thôi. Đạo là chuẩn nền, tí mình nói sau. Đạo là chuẩn nền. Đấy, cái chuẩn nền mình là gì? Đấy, tôi chưa nghiên cứu đâu nhá. Nên tôi nói là lý thuyết á. Còn nếu mà các anh đồng ý làm, mà đồng ý là chia cái
75% trừ đi bao nhiêu đấy, trừ 15%, cái ơ-báp 15% đấy, đồng ý chia 1% được 1.000 không quan tâm. Thì bắt đầu làm, đã làm phải có nghiêm túc ký hợp đồng. Là năm nay chúng tôi đề ra là 15%. Nếu lãi suất trên 15% do bất cứ lý do gì đều chia trong Việt, mất gì không chia nào. Cái cần ăn rồi. Còn dưới 15% thì ông Việt dạy không công chúng tôi hết. Quá đơn giản. Chơi không? Tôi dạy mà không lạ, không xuất sắc mới là lạ chứ. Chưa biết là được bao nhiêu tiền, nhưng mà sướng hơn đã. Cứ sung sướng thoải mái đây, nó sướng đã. Đấy. Chúng ta chưa làm về đạo. Tại sao đạo? Đấy, tại sao kỹ năng? Trăm hay không phải thói quen. Tại sao phải văn hóa? Có đức mà sương màn. Vạn pháp duy tâm tạo, chữ tâm cái mới bằng bà chữ tài. Nhưng mà lâu nay ta cứ nói đến đạo lý, đến tâm là bằng rùm rít, không có gì rùm rít cả. Không có gì rùm rít đâu. Hàng nghìn năm tích tụ lại không rùm rít đâu. Tâm ba cái tâm giác em. Chữ tâm bằng ba chữ tài, vạn pháp duy tâm tạo, có đức mặc sức mà ăn. Hữu hình là hữu hạn, còn vô hình là vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên, vô hạn. Nhưng lâu nay chúng ta đi vào hữu hình nhiều quá. Hữu hình nhiều quá. Tài sản lớn nhất của đời người tài năng hết. Tại sao lại thế? Bởi vì hái tiền hiến tài hết. Hái tiền là hiến tài. Thì đừng có đi vào thuật nhiều, đừng có đi vào vật nhiều. Đầu tiên là đạo đó, phải đầu tiên là tạo cái đạo của mobile, VTC Mobile đấy. Vậy đạo của mình là gì? Hôm nào mình nói sau. Vậy lãnh đạo là gì? Cái chuyện là lãnh đạo. Lãnh đạo là gì ạ? Tạo đạo hết. Hay là tội chuẩn. Còn quản lý là gì ạ? Rèn thói quen. Thế nhưng trung cấp thì vừa nửa lãnh đạo vừa quản lý. Còn càng lên thì càng tạo đạo thôi. Càng bớt cái quản lý đi. Trồng đạo. Tại sao trồng đạo? Nghìn năm, vạn năm trồng đạo. Vạn pháp duy tạo. Có đức một sức mạnh. Chính tâm như ông ba chính tài. Đấy, thì trên cơ sở nó phải có lý luận như thế. Chứ bây giờ nói đạo là người ta ngại lắm. Nhưng tại sao đạo Phật hàng nghìn năm? Tại sao đạo Chúa hàng nghìn năm? Tại sao đạo môn mấy năm? Vì họ làm đạo. Mà làm đạo chứ, ngày nào cũng phải tụng ạ. Còn ta chả cái tụng cái gì ạ. Cả thế giới thì tụng mỗi chữ tiền. Mà tiền là như nhau, như nhau là vô đạo. Đạo là khác nhau. Văn hóa là gì ạ? Đặc sắc. V, VTC Mobile phải khác. VTC Academy, VTC rất nhiều cái chung đấy. VTC Mobile phải khác cái khác. Đấy mới hiểu thế. Nghĩa là bản sắc khác người khác. Thì mới là hiệp. Bản sắc người khác với là trang. Cũng hai trang nhưng trang này khác trang kia. Vấn đề nhất là phải có gồng kính vào đấy. Vừa chọn gồng kính vừa chơi game. Đại khái thế là đùa thôi. Cảnh cáo nhẹ thôi. Đấy, tại sao trồng đạo? Thứ hai, lãnh đạo làm việc gì nữa? Tạo gương. Hệ thống. Thống lĩnh. Hệ thống. Thống lĩnh. Hệ thống. Mà một cái hệ thống phải chuẩn. Không chuẩn không dạy cho hệ thống được. Quy trình chuẩn, KPI tôi biết cái gì đấy. Rồi chứ đấy. Balance scorecard tôi biết. Không được nói sau. Hay là ISO hay là cái gì tôi không biết. Nhưng không chuẩn, không nhân được. Siêu nhân. Siêu chuẩn. Bất chuẩn. Nó sao truyền được. Tại sao tin học làm được? Vì nó siêu chuẩn luôn. 01. 01 là gì? Là đạo âm dương. Tin học là xuất nguồn từ âm dương hết. Từ phương đông học. Nếu không có âm dương thì sao có tin học? Mình cứ nói cái lão nghĩ lung tung. Tin học có từ năm nào nhỉ? Máy tính có từ năm nào? 01 từ năm nào ấy? Mấy trăm năm trước là hết đúng không? Đúng không? Còn đạo phụ đạo của âm dương có từ bao giờ? Mấy nghìn năm trước. Đấy. Cái này là nhờ đạo lý phương đông này. Cái chúng ta đang làm cái này là nhờ đạo lý phương đông, nhờ âm dương hết. Thế thôi, không một là âm dương gì đâu. Có điện không có điện đúng không? Có không? Đấy. Tin học là xuất gốc là từ phương đông học, là từ âm dương, từ kinh dịch. Đấy. Rồi.
một tí nữa thôi. Nhắc lại, lãnh đạo là trồng đạo, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, vạn năm trồng đạo. Muốn phát triển là phải trồng đạo hết. Còn nếu không ăn sổi ở thì bắn câu sổi thì còn không qua đấy. Nên là phải thay đổi cái sống. Tôi không biết là sống thế nào, nhưng mà dịch chuyển cái sống, cách làm việc đấy. Để các chị đọc cái quyển giày cộp, tại sao một thứ sa mạc mà biến thành nhất thế giới? Vì sao ạ? Ví dần Dubai là cái quyển ví dần giày cộp cái này, từ sa mạc mà thành chỗ nhất thế giới có mấy năm ạ? Kinh nhuận có mấy năm đấy. Khi Singapore bây giờ có ai nói Singapore đâu. Dubai và Dubai là cái gì? Sa mạc hết, sa mạc. Với lại rồi hả, sẽ mặt được rồi gì xem một tí phim thay đổi không khí, nhớ thầy khát vọng. Scientists placed 5 monkeys in a cage and in the middle a ladder with bananas on top. Every time a monkey went up the ladder, the scientists soaked the rest of the monkeys with cold water. After a while, every time a monkey went up the ladder, the others beat up the one on the ladder. After some time, no monkey dared go up the ladder, regardless of the temptation. Scientists then decided to substitute one of the monkeys. The first thing this monkey did was go up the ladder. Immediately, the other monkeys beat him up. After several beatings, the new member learned not to climb the ladder, even though he never knew why. A second monkey was substituted, and the same occurred. The first monkey participated on the beating for the second monkey. The replacements repeated until what was left was a group of 5 monkeys, and even though they never received a full shot, continued to beat up any monkey who attempted to climb the ladder. If you asked the new group of monkeys why the beatings took place, the answer would probably be, well, I don't know. That's just how things are done around here. Hết. Khi nào mình không biết tại sao thì tại sao đua quê em nó thế. Hết. Tại sao đua? Khi nào không biết tại sao nữa thì đấy mới là văn hóa. Còn cái từng ngầm thôi, còn cứ còn biết còn hiểu thì đấy chưa phải là văn hóa. Thế là quá trình hình thành hóa hay nét nổi của văn hóa. Giống người đến cho tôi mới đến mà tại sao tôi cười không biết, chúng nó làm tao cũng làm. Đấy là văn hóa, thấy vui lắm. Nếu nó làm tao làm thì nó vui hết. Tại sao tung năm bóng, lão chó Việt chả hiểu nghĩ đâu, không tung năm bóng không được làm ở tâm Việt hết. Đầu tiên cho tôi chả làm cái gì cả, có ai giỏi mấy thì giỏi, tôi chẳng quan tâm. Đứng được con lăn tung 3 bóng đội được cái chai tối thiểu đã là vòng người sẽ đạp, thì tôi mới nói đến chuyên môn. Có giỏi mấy thì giỏi, tôi chẳng quan tâm. Tại sao thế ạ? Em có thật nó yêu Tông Việt không? Chứ nói em vô cùng yêu Tông Việt. Em quý Tông Việt làm sao đo được đấy. Có đứa được nửa buổi là về. Em yêu Tông Việt lắm. Em quyết tâm xây dựng Tông Việt với thầy. Để cái đôi này xây dựng Tông Việt với thầy. Biết rồi, sang bên kia. Tôi không nói gì sang bên kia. Cái thằng lúc sáng yêu Tông Việt đâu mày? Chả thấy đâu thầy. Chứ làm sao tôi đo được. Đấy phải có thước đo đấy. Phải thước đo. Thì hai cái tầng bắn lên. Cái vừa rồi đấy. Đấy. Cái này mới là gì ạ? Cái sờ vó được. Nhưng mà chỗ anh còn rất ít khẩu hiệu. Anh bảo nhé, tôi chưa xem, nhưng tôi cảm thấy ít. Mình nhìn nó đập vào mắt mình. Đập vào mắt mình. Sao có gì đập vào mắt mình? Đập vào mắt mình. Đấy tôi nói, tại sao tôi không ở nhà? Vì ở nhà đó. Cái màn hình đấy là tôi xem phim. Ở nhà là cái chai rượu tôi uống hết. Ơ cring, cái gì xung quanh mình rất quan trọng. Ơ cring
agree. Vì sao ạ? Tâm nghe không bằng một thấy, tâm nghe bằng một thấy, mắt không thấy thì không nào, từ ánh mắt đến trái tim, chứ không phải từ bịa đâu, các cụ nói hết rồi, nó phải nói chuyên nghiệp, phải nói hoang đồng là từ ánh mắt đến trái tim, tâm nghe không bằng một thấy, tâm thấy không bằng một sờ, tâm sờ không bằng một mần, thế phải làm, phải làm đấy, làm thấy chúng ta cười đấy, phải làm cái gì đấy, chắc lại là phải ritual, nghĩa là đấy, hiện hữu chiếm hữu đấy, chứ phải treo khẩu hiệu, phải trang phục, phải sắp đếp mà thế, chứ phải tự nhiên đâu, nhưng cái vẫn là nổi, còn cái nó nằm trong đầu của người ta kinh này. Đấy, đấy, lúc nào nói cái này, hơi thử hỏi một câu chứ mình tên là gì? Hải Trang, không có tên gì đặt cả. Sứ mệnh của VTC Mobile. Tầm nhìn của VTC Mobile. Tầm nhìn của VTC Mobile là trở thành doanh nghiệp hàng đầu về nội dung số Việt Nam trong 5 năm tới. Thế không phải tầm nhìn, 5 năm không thể tầm nhìn được. 5 năm là chiến lược trước mắt thôi. Thế sau 5 năm làm gì? Tầm nhìn là không bao giờ thực hiện được, đấy gọi là tầm nhìn. Giữa Bác Hồ đấy, còn tầm nhìn đấy là chiến lược trước mắt đấy. Muốn đạt được cái tầm nhìn đấy, phải trước mặt là nhất về nội dung số thế giới, ví dụ thế. Và 5 năm tới thì nghiễm nhiên là số 1 Việt Nam. Giá trị cốt lõi của VTC Mobile là gì? Hả? Con người không phải, tối thiểu phải 5 cái, không, tối đa 5 cái, tối thiểu 3 cái, 3, 5 cái. Chứ để chục cái cũng làm được đâu. Không phải cái gì tốt rồi, cái gì mình khác thì khác ấy. Cái gì khác thì khác, cái gì mình khác thì khác. Không có người khác mới là mình, chứ giống người khác cũng được. Thế chị an tâm đi, tôi ở Hiệp hội Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực, rồi các hệ thành Phó Chủ tịch còn chả biết văn hóa doanh nghiệp là gì. Còn chị không biết là chắc chắn. Tôi chả hiểu tại sao mời tôi đấy, chứ mời thằng khác nó thì hay lắm, nào là trang phục, nào là bài hát, nào là nhậu xong phải bắt tay, nào là đi xe thì mở cửa thế nào, nào là chào hỏi thế nào, điên rồi, đây là văn minh thời đại, lại không dính gì văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là gì ạ? Nhìn thấy chỗ này khác chỗ kia, đây là văn hóa doanh nghiệp. Còn giống nhau đấy là văn hóa ngành, văn hóa dân tộc, văn hóa quốc gia, văn hóa thể chế. Cái gì mà biết ngay là cái gì bảo cảm thấy là VTC Mobile khác hẳn chỗ khác rồi. Cái gì là VTC Mobile? À, đây, cô này mới tin. Đến đây lâu chưa? Em mới đến ạ. Mấy tháng? 6 ạ. 6 tháng, 6 tháng hơi lâu rồi. Nhưng khi chị bước vào đây, cái gì làm chị bất ngờ nhất? Mọi người ở đây trẻ ạ. Không trẻ, cái này trẻ gì? Trẻ gì? Cái này mà là trẻ. Nếu mà nói thế sẽ bảo trẻ, ừ thì ok, sếp lọc trẻ ok. Mấy thằng này trẻ cái gì nữa? Tuổi trẻ thôi, sức quá già. Đây trẻ hơn này, ngu lắm. Mỗi cái tuổi thôi, đây là ham ăn Tết, mặt nó già thôi. Chứ tuổi là thế, sức này, không ai đo tuổi cả, đó là sức. Làm việc là sức, ai lần mà lớn tuổi mà làm đâu. Cái gì khác nữa? Phạt tiền. Hả? Phạt tiền. Phạt tiền đấy. Đến đây biết là phạt tiền đấy, cho tôi phạt tiền này. Đến đấy rồi, bắt buộc. Chế tài là đúng. Có thưởng thì phải có phạt. Bọn này tại sao tôi dạy nó đối chị đấy. Nếu tôi nói không ai cho tôi dạy cả. Đánh kín. Đến đây đấy. Cái thằng mà mấy thằng nó xóa ra thì không ai làm gì nó, mỗi cái thế này thôi. Đứng dậy không? Từ từ bình tĩnh nữa, cái gì đâu mà. Đấy, thế này thôi. Không đứng dậy mà chết à? À không đứng dậy nữa. Đây còn út này. Hết, đứng dậy hết. Không thể chịu nổi được. Còn nữa là gì ạ? Đến khi mà điên lên không đứng dậy. Không thể chống được đâu cả. Đánh kín. Đánh người không được, nhưng không đánh làm ra vậy bọn này. Nó lì lợm. Còn không có ai là rút thắt lưng đánh. Còn lâu mới trị được bọn này. Nhưng tại sao là dám trị thế? Vì một đối tượng là mình muốn nó tốt lên. Một đối tượng mình muốn nó tốt lên hết. Chứ không muốn nó tốt lên thì đánh nó sao đánh được.
đấy. Nhiều tầng lắm. Rồi, hỏi một câu nữa. Hoài bão của em là gì? Thế đứa nữa. Hoài bão. Hoài bão là cái gì đúng luôn. Đấy cái chuyện được xấu hổ gì cả. Tôi dạy cả nước rồi. Hoài bão con là gì? Con không biết. Hỏi ai biết? Hỏi mẹ con đấy. Mẹ mày có thì mày đã có rồi. Mẹ mày không có con ạ. Đấy. Hỏi hoài bão là gì? Cứ thấy cô không có. Mà cứ thấy cô không có làm sao mà sống được. Đứng dậy làm bài tập. Đứng dậy nhanh. Đứng dậy nhanh nhanh. Tay đâu tay đâu. Tay đâu tay đâu. Ai nhiệt tình? Tôi nhiệt tình với to lên. Ai nhiệt tình? Tôi nhiệt tình. Ai hết mình? Tôi hết mình. Ai nhiệt tình với mình? Tôi nhiệt tình. Ai nhiệt tình với mình? Tôi nhiệt tình. Ai? Tôi. Ai? Tôi. Ai? Tôi. Đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Đi đâu? Ngồi xuống. Một lũ đều. Ai nhiệt tình? Tôi nhiệt tình. Ai hết mình? Tôi hết mình. Ai nhiệt tình mình? Tôi nhiệt tình mình. Ai tôi? Ai tôi? Bảo đi không đi. Ai đều? Tôi đều. Không có đi đến làm sao mà đi. Không có tầm nhìn làm sao làm được. Ta chóng chán thôi. Tầm nhìn ngắn thì chán ngắn. Hết. Chúng ta không ai hiểu ý nghĩa của tầm nhìn cả. Mình đi Sài Gòn thì mình đi kiểu khác. Còn hôm nay đi đâu đi. Hiệp ơi, hôm nay đi đâu chơi đi. Thì đi đâu thì đi không đi thôi, có đất chứ đâu. Nhưng đi Sài Gòn thì chỗ ba lô, quần áo, bay bay một số người. Dắt một số vào đây, một số thẻ quẹt, quần áo vài ba bộ. Rồi chào người này, người kia trả nợ này, người kia. Sao không biết đi được. Phải đi là cứ thế mà đi thôi. Không có nghĩa lung tung nữa. Còn nếu không có tầm nhìn thì đâu. Xuống Thái Bình tí đi nhé, xuống Thái Bình một. Thôi về mẹ Hải Phòng cái đã, mai tính tiếp. Về Hải Phòng quay Hải Dương. Thì đã Hải Dương thì về mẹ Hà Nội được cái kia đi. Thì có đi đâu đâu. Nhưng mà đã tầm nhìn đi, là mau lại cứ thế mà đi hết. Cứ thế mà đi thôi. Thế tại sao tầm nhìn ít người hiểu lắm. Thế vừa rồi là hết nhiệt tình có đi được đâu. Vì không biết đi đâu cả. Và tầm nhìn là gì ạ? Bác Hồ nói chưa? Tôi có 24 tột bậc. Độc lập thì 69 bác chết, 75 mới độc lập. Nhưng bác muốn ít quá nên dân mình khổ. Ai có cơm ăn, ai có áo mặc, ai đồ hành, thế là xong. Bây giờ cái trái làm cái gì cả. Tại sao sinh viên năm thứ nhất hết học kỳ một là không học? Tôi đưa tôi chết luôn. Đúng không Thảo? Vì sao ạ? Cố đậu đại học con ạ, mẹ mong như thế. Chứ nó đậu rồi. Hết học kỳ một là gì ạ? Đang quán tính của lớp 12 để thi học. Bạn bè khắp nơi về đâu còn kinh. Ui, truyền toán Nam Định, ui rồi. Truyền lý Thái Bình đấy. Thế học, hết học kỳ một rồi. Ô, kiểu đấy để thi là xong. Mà không thì cô thi trượt. Cô sợ mình không đậu, không được lên lương, không được làm trưởng khoa. Cô lo hơn là mình, kiểu nào cô cho qua hết. Cùng lắm, ngu lắm là thi 3 lần, mỗi lần 20, kệ mẹ đi chơi cho sướng hết. Tôi cũng thế thôi. Năm thứ cuối cùng lại học tí. Sinh viên học của bữa học kỳ 1 được thứ nhất. Vì thật quan tính của lớp 12. Và học cuối học khi và xong ra trường là chả phấn đấu nữa. Có ai dạy đâu. Mẹ thường chỉ mong cố lấy cái bằng đại học con ạ hết. Tầm nhìn của mẹ thế thì con thế này thôi. Thế khó nhất là tầm nhìn. Số 1 là tầm nhìn. Khát vọng, tất nhiên sứ mệnh mình nó sâu hơn, nặng hơn là sứ mệnh. Thế chỉ phải đấy, hôm nào là bài tập riêng này. Khát vọng là gì? Khát vọng cậu ấy. Hoài bão, khát vọng, ước mơ. Cao nhất thế giới ạ. Vớ vẩn. Phải làm được cái gì đấy. Cái chị nhớ chưa? Tiền là hệ quả của hái tiền. Phải giàu nhất thế giới. Nhưng mà dựa vào cái gì? Chứ không thể tự nhiên giàu nhất thế giới được. Điên à. Tại sao biết giàu nhất thế giới? Mang mỗi máy tính cho đến từng gia đình. À, mang máy tính đến mỗi gia đình thì mới giàu nhất thế giới được. Chứ không ai nói là tôi giàu nhất thế giới cả. Đấy chứ học rồng rít.
tự do tài chính rồi ai tư duy triệu phú, toàn bọn dạy rồng đít hết. Tiền không tự nhiên đến, nhớ chưa? Tiền không tự nhiên đến. Nhắc lại, hái tiền kiến tài. Phải trong lĩnh vực gì? Phải trong lĩnh vực gì? Nhất là gì? Ít nhất là hàng đầu về nội dung số. Ok, thì mới có tiền được. Hàng đầu nội dung số là tiền hàng đầu, chắc chắn là thế. Hoài bão là gì? Hoài bão là gì đấy? Định nghĩa là hoài bão nhé. Hoài bão là gì? Hoài bão là cái gì đấy ước muốn rất là mãnh liệt ạ. Gần đúng. Bá cho chị một cái. Có chuyện đấy một mãnh liệt. Khổ nhất là gì ạ? Trẻ con không được dạy hoài bão, không được dạy ước mơ. Số 1 là dạy hoài bão ước mơ. Con tôi dạy mỗi việc ấy thôi, còn đâu nó làm tất. Đơn giản hỏi chị thôi. Bố học tiếng Anh làm thế nào đối chị? Giỏi tiếng Anh. Bố học giỏi tiếng Anh. Muốn học giỏi tiếng Anh làm thế nào? Thế bây giờ coi như chị có con rồi đi. Muốn con dạy học giỏi tiếng Anh làm thế nào? Đầu tiên là phải yêu thích. Không, không. Bắt con học tiếng Anh cơ mà. Yêu thích thì sẽ giỏi, còn không thì chỉ là biết thôi chứ không giỏi. Khó hiểu lắm. Làm thế nào học tiếng Anh giỏi? Tên là gì? Em tên là gì? Dạ, em tên Yến ạ. Yến, tạ tôi Yến nhớ rồi. Làm thế nào học tiếng Anh giỏi? Thì luyện tập nhiều ạ. Điền, chả đâu làm học tiếng Anh như thế cả. Cho nó cái ước mơ ra. Đúng rồi, hết. Ra nước ngoài sống. Đây này, Yến ơi, mẹ còn tó trà có đi đấy, nhà nó thua nhà mình xa. Mẹ nó đi Mã Lai đấy, nhà mình khinh con ạ. Sổ đỏ này, bà ngoại cho 20.000 này, ông nội cho 10.000 nữa này, 30.000 này. Chú Bảo, cậu Hoàng Lộc cho này, nhà mình chỉ có Mỹ trở lên thôi con. Nhưng phụ thuộc vào con thôi. 6,5 thì Úc, 7,5 thì Mỹ, mày học thế này học hết. Hết, con lăn bò nó học ngay. Không phải bắt nó học gì cả. Con bình thường bắt nó học, mẹ đi mà học. Bố đi mà học. Thế con tôi trả gì cả. Thế đi tay không con, đi đâu Mỹ, ok. Bố tiền con khỏi lo. Thế con được tiền tiếng Anh con bao nhiêu? 8,5 IELTS đấy. Hôm vừa nó làm intercontinental thi, thế là vào phòng thi ông giáo hỏi một tí, nói chuyện thuê buffet tí đủ thứ lung tung, xong ông cho tôi bóng thăm tôi còn về chứ. Ô mày 100/100 được gì mà phải thi mà nói tiếng Anh còn hay hơn tao. Thì từ bé là đi Tây, ông kiểm bế nó lên, lấy làm gì con? Thủ tướng. Không, thủ tướng làm gì? Tướng cướp. Thế cụ thể như thế. Tại sao thủ tướng tôi là thế, lần tự là gì? Sao thủ tướng tướng cướp? Bố con bảo có làm tướng. Tướng gì tính sao? Cứ phải làm tướng đó. 3 tuổi tôi dạy nó thôi. Thế nó kèm máu cho nó, phải máu. Dân nghệ tĩnh, cái gì đừng nghĩ là dân tĩnh thông minh. Còn lâu dân nghệ tĩnh mới thông minh. Dân nghệ tĩnh hơn người khác là gì? Máu, đây, máu. Quê tôi khổ lắm. Khổ lắm đó nhỉ. Sợ nhất là về quê sống. Cho nên là về máu từ bé, máu đến lớp 10, lớp 12 nó thói quen máu rồi, chẳng qua là có thói quen máu rồi. Thân thể ở trong Vinh, tinh thần ngoài thành Vinh, muốn nên sự nghiệp lớn, phải thoát khỏi thành Vinh. Không tin hỏi Lão Tần, Lão Cường với bà Hà mà xem, tôi quen có 3 thằng thôi. VTC tôi có quen 3 người thôi, Lão Tần, bà Hà và Lão Cường. Đúng không, 3 người đầu tiên của VTC đúng không? Thấy tôi nói điều. Hồi trước là ở chỗ cho Hàm Long đúng không? Thế xưa tôi đang thăm anh Tần đấy, thăm chị Hảo đấy. Hồi còn chưa có anh Cường cơ. Lúc đầu anh Cường còn đâu đâu tôi không nhớ. Nhưng là anh Tần với chị Hảo đấy. Chị Hảo người dẫn theo như mình đấy. Về lịch sử VTC mà xem, phó tổng giám đốc. Đấy, tại sao phải khát vọng? Không phải tự nhiên bịa đâu. Nhưng mà ta có bảo khát vọng với đấy là rồng rít, không phải. Điều số 1 để làm người. Điều số 1 để công ty là tầm nhìn. Muốn xem tầm nhìn của tôi không? Khát vọng của tôi không? Đó. Ừ. Bật lên. 21 tuổi lần thứ 3 rồi nhé. Đấy. Chủ thuyết một trường phái riêng. Thực tế là dựng đạo riêng. Một đạo tràng riêng. Nhưng mà không dám đề là đạo tràng. Đạo tràng thì trách việc. Đấy. Đấy, tôi từng này tuổi mà vẫn là nhất thế giới, thịnh vượng nhất thế giới thôi. Vì không nhất thế giới sao? Nhất châu Á, không nhất châu Á sao ạ? Nhất ASEAN thì là một Việt Nam một hội, không nhất ASEAN sao ạ? Nhất Đông Dương, không nhất Đông Dương sao? Nhất Việt Nam, không nhất Việt Nam sao? Nhất Hà Nội, không nhất Hà Nội này, đây quần gì?
Hai Bà Trưng, không nhất Hai Bà Trưng thứ nhất Tâm Trinh, không nhất Tâm Trinh thứ nhất 18, không nhất 18 thì nhất tầng 11, không nhất tầng 11 thì nhất nhà mình cũng con mẹ nó rồi. Thứ nhất tầng 4, không nhất tầng 4 thì nhất đầu trường, không nhất đầu trường thì giàu nhất dãy là con mẹ nó rồi. Tại sao ước mơ thế? Chứ không phải nhiều người có bảo là ước mơ là rít, không có ước mơ mới là rít. Không có mơ là rít. Đã làm người là phải có ước mơ. Bật bài hát ngay lên. Đứng dậy hát bài. Thầy Dương nhá. Ngày nào cũng hát một bài, không biết bài nào thôi. Chọn lên 5-10 bài thôi. Đừng hát đừng nhiều. Đặc sắc nhất, những riêng bài này bắt buộc phải hát. Một tuần ít nhất một lần. Đấy, hát là môi trường tốt đấy, chưa là gì ạ. Có 5 phút bài hát thì cuộc sống khác ngay. Đấy, hôm nay tại sao mình khỏe, xuất sắc, vượt trội. Đấy, sung sướng, vui vẻ, tuyệt vời. Các đời chị có bao giờ chị nói bạn thật tuyệt vời nhiều như ngày hôm nay chưa? Chưa. Có bao giờ chị nói xuất sắc như ngày hôm nay chưa? Chưa. Nó vả gãy răng, đứng ở nhà mà. Xuất sắc, ha 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 ha. Nó vả cho gãy răng từ cái một, đồ điên. Nhưng chỗ tôi là không nói chứ không được. Trẻ con cũng như thế, cho nó thấy giỏi. Nó làm được cái gì bọn tôi bạn tuyệt vời. Và ngày nào cũng xuất sắc, quên không? Lúc nãy bọn này bắn cho hồ cho chị xem. Đều răm rắp luôn. Cái não ngộ hai lần, sớm một lần chiều một, nó ngấm vào máu lúc nào không biết. Nó tăng cái dương lên thì nó giảm cái âm đi thôi. Tăng cái dương giảm cái âm lên thôi. Đấy, một tỷ nữa thôi. Nhớ chắc cái kia nhá, bằng dòng nhá. À, hai bài nữa nhỏ. Cái khó hơn à, cái bài là khó nhất là số 1 của văn hóa doanh nghiệp là sứ mệnh. Sứ mệnh của VTC Mobile là gì? Sứ mệnh. Tên của tầm nhìn là sứ mệnh các chị nhá. Nhiều người không biết các bạn là tầm nhìn có sứ mệnh không? Sứ mệnh nhá. Ui giời, cán bộ cốt cán là phải nói doanh nghiệp và sứ mệnh là gì không biết. Chàng! Sứ mệnh của VTC Mobile là dẫn đầu. Đây là hàng, đây là khát vọng, đây là hoài báo. Chàng! Sứ mệnh của VTC Mobile. Đấy là hoài bão, đây là tầm nhìn. Đấy. Ôi giời, còn tốn nhiều tiền lắm. Chơi đi, hợp đồng đi, bảo đi. Ăn phần trăm tăng thôi. Chắc chắn. Không, cái này khi nhất quán nó dễ lắm. Tại sao chúng ta làm rời rạc thì không nhất quán? Đồng tâm hợp lực. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại đều nó cao. Chụm là nghĩa là gì? Đồng quan điểm, có cái điểm chung. Đấy, ba cây nó nhanh đấy, rất nhanh đấy. Tại sao ba cây đổ? Đấy, không có bài tập, mỗi người một nơi thì đổ ngay. Đấy đấy, hết. Đổ vô mặt. Phải có điểm chung, phải có tầm nhìn, phải khát vọng, phải giá trị chung, phải đứng được. Còn nếu không có chung thì sao ạ? Mỗi cây một nơi. Ô, đơn giản thế này thôi. Và vẫn chung phải nghiêng lại với thằng thay đổi một tí. Vì cái chung tôi thay đổi một tí. Còn nếu không là cơ bọ gặp cái bọ này, gặp ông Cường đấy, ông Cường chết vì thế thôi. Cho rửa đọc bay mần chi thì mần. Giỏi thì giỏi, trăm thì trăm. Cứ cậy giỏi cậy trăm, rồi không chịu nghiêng mình thì nó đuổi. Tôi cũng thế. Cứ cậy giỏi cậy trăm. Và nó không đuổi thằng giỏi thằng trăm. Nó đấy cần đâu. Ông Cường chỉ làm với tôi chỉ làm với ông Cường là tốt nhất thôi. Vì lúc nào cũng phải giỏi, phải trăm lên trước. Không, nó không cần. Nó là rắc ma, mày có hợp tao hay không đã. Ông Cường cũng tự tin là ông giỏi ông trăm, lại sao đuổi ông ấy. Ông ngỡ người ta cũng giống như tôi ngày xưa đấy. Ơ, à, mình giỏi mình trăm, mình chả gì cả, mình làm được nhiều thế sao nó đuổi mình. Nó không cần. Nó không cần. Ông Cường chết vì thế thôi. Nghĩ quá đơn giản, cứ giỏi trăm, cứ làm được nhiều việc người ta cần. Không cần. Đấy. Trịnh Công Sơn. Ông viết ra thôi. Là trời xuống viết ra thôi. Chứ làm cái lời từ kỳ quặc cho ông ấy. Rất là kỳ quặc. Sao nghĩ rằng cái từ như từ của ông ấy. Tâm linh thôi. Và ông ấy khóc là tôi là ai? Tôi là ai? Tôi là ai? Đầu tiên tôi là ai đấy? Không phải là tại sao? Tại sao tôi? Why me?
và VTC Mobile là Huawei, tại sao cùng nhau phải tạo ra cho xã hội. Đấy, sứ mệnh của Tâm Việt là gì ạ? Làm tâm người Việt sáng hơn, nâng tầm người Việt cao hơn. Slogan phải rất rõ. Ai có cãi nhau có thẳng đôi bên vào lắm. Ôi giời, em chuyên làm, anh chuyên làm, anh giỏi lắm, anh chuyên làm về slogan rồi PR rồi thương hiệu. Cái nào anh cũng sửa được. Tôi đọc đấy, ông sửa đấy. Slogan Tâm Việt đấy, làm tâm người Việt sáng hơn, nâng tầm người Việt cao hơn. Hết. Ngồi đớp lúc chả sửa chữ nào cả hết. Người ta mê mẩn là mình, không phải tôi mê mẩn cái slogan của tôi đấy. Làm tâm người Việt sáng hơn, nâng tầm người Việt cao hơn. Rồi sau đó cái hoài bão đó chị ạ, hàng đầu thế giới. Thì cái hệ giáo dục. Đấy, tôi hàng đầu thế giới đấy. Tôi chưa làm PR thôi. Thế giới là thấy là kinh luận. Không ai làm việc này cả. Vì vừa đánh, vừa nịnh. Thế giới là chỉ được nịnh không được đánh. Mà không đánh thì bọn này tôi không biết cái gì đâu mà thuyết phục. Cho một táng thì chú biết được một lần. Nó xóa ra, nó không làm cái gì cả. Nó ỉa đây không làm gì cả. Bắt nó đứng là con lăn cũng gặp một quá trình khổ sở vô cùng luôn. Vừa đấm vừa đạp vừa xoa. Không sao làm được, không có đứng nữa được. Nhưng khi nó quen rồi nó nghiện. Nó nghiện nó giỏi lên hết. Ta tạo ra thói quen và thói quen tạo ra ta. Tôi tạo cho nó thói quen là sau tự nó tạo nó. Thì khó nhất là why me. Đấy, start with why. Đấy, đến đây cái này là đau khổ lắm. Dạy đến mức này là một số đưa lại thì làm như điên. Và một số đưa ra đi. Dạy đến mức là lầm cửa rồi. Tôi làm FPT đầu tiên nhé. Lương thứ hai sau Trương Gia Bình nhé, các anh yên tâm đấy. Tôi mà ngồi đấy bây giờ thì nhiều tiền lắm. Ngồi im nữa, không phải ngồi ngoài FPT thế. Nó chia xong cái là xong, cứ thế mà chơi thôi. Hồi tôi tức, cho chia tôi ít tôi bán luôn. Chia tôi ít cổ phần tôi bán luôn. Giữ lại nguyên cái phần nó chia tôi cũng nhiều lắm rồi. Cái số nó chưa giàu được. Thế nó bàn thêm, nó nói thôi còn sẽ bàn nữa. Elite life. Đúng rồi. Một số. Nhưng mà slogan là biến thành edit life. Là cuộc sống của đẳng cấp. Cuộc sống số là cuộc sống đẳng cấp. Đấy. Thì đã thấy thế này. Xem lại cái game gì làm, cái game gì không làm. Chứ không phải vì tiền đâu. Mà chúng ta thay đổi được thì chúng ta khi làm chúng ta sướng. Chúng ta sướng thì làm nhanh lắm. Các chị phải tin vào tâm linh. Các chị tưởng tượng là tôi có 7.000 trang chiếu. Làm sao tôi nghĩ được 7.000 trang chiếu? Trời xuôi đất khiến thôi. Chứ làm sao mà tôi nghĩ được 7.000 trang chiếu? Cũng đủ thứ rượu chè. Rượu chè cái loại này tôi chấp tay trái luôn. Đấy. Hôm qua là tối dậy, 7 giờ dậy. Hứa là không uống. Lại lấy mấy lão già hầm mình điên lại chấp nó luôn. Là đổ ra bát uống, uống kiểu nhà quê mà. Cứ đổ ra bát xong lấy cốc múc. Đổ ra cái bát to đấy, lấy cốc múc. Làm có 15-20 cốc xong đi dậy. Như điên ấy. Thế tối hôm qua 12 giờ về mà chống tay là cái loại mà hết sức lại còn lâu chưa theo cái đường nữa theo tôi. Đấy, khi mình làm đúng sứ mệnh là trời sẽ thực hiện. Cái gì phải tin vào tâm linh. Cứ làm đi rồi trò chơi trời cho. Cứ làm đúng sứ mệnh của trời thì trời cho. Đấy, sứ mệnh là khó nhất. Thì ta sẽ bàn, tất nhiên sẽ bàn, bàn rất kỹ. Nhưng mà khi là sướng lắm. Với cá nhân cái chuyện thế, bố mẹ sinh cho mình lần thứ nhất là cái xác này, mình tự sinh cho mình là thứ hai, là tôi mới 48 tuổi, tôi mới tìm được sứ mệnh của tôi là đi dạy học. Tại Ấn Độ đấy, tôi đi thiền Ấn Độ 7 ngày, thì tôi tìm sứ mệnh của tôi là đi dạy học. Còn sau với hàng đầu thế giới là hoài bão, chứ đâu cho tôi dạy học nữa, giúp người khác tìm được sứ mệnh của họ. Đấy. Còn tâm viên là làm tâm người phải sáng hơn, nâng tầm người phải cao hơn, không có tiền nào có thứ tự gì cả. Mình làm cái việc gì mình sướng nhất, mang lại giá trị cho đời. Để hiểu thêm cái này, chúng ta hiểu là sáu cái bậc của six needs của Maslow, không phải năm cái nhu cầu Maslow đâu, mà six core needs, six core needs, human needs. Bắt đi ổn định. Đấy, là cái việc gì ta quá ổn định, số là ổn định rồi, ít nhất là ít phải thay đổi ra. Phải make ít nhất là hết đời chúng ta thì số thì còn lâu, lâu mới thoát được số. Tốt rồi, chứ nhiều hơn phải đổi chứ. Máy fax thì còn không? Không còn. Đồng hồ thì không còn không? Trái đồng hồ. Cả một văn phòng đấy rồi gần phần đồng hồ nữa. Không còn nữa. TV còn không? Mấy hôm là mất. TV tồn tại được mấy năm, sách này còn không? Không.
Sách bây giờ thế giới tôi dùng sách chứ không dùng báo đâu. Báo viết đấy. Lão gì mà nổi tiếng nhất là An ninh thế giới đấy. Phải bỏ nghề đấy. Vì trước bán mấy triệu bản, bây giờ có mấy trăm nghìn bản. Và dần dần cứ giảm dần dần dần. Báo giấy không còn, tôi có đọc báo giấy bây giờ đâu. Có anh nào đọc báo giấy? Trừ đi máy bay, nó để trước mặt thì đọc tí xem sao. Tôi không có đọc báo giấy. Báo giấy tìm mãi mới ra một từ. Còn báo viết là sao? À báo số là sao? Khúc, mình thích khúc cái gì đi. Tìm cái. Thứ hai là gì ạ? Đa dạng để phải làm cái gì? Công việc, để phải hát, phải hò, phải đa dạng hóa chứ cái cục mặt máy tính mãi là chết. Bọn tôi thì quá đa dạng, không nên dạy đây, mà dạy khác, quá đa dạng. Thứ ba là gì ạ? Đấy, yêu thương và quan hệ. Đấy, phải làm thế nào? Yêu nhau, quý nhau. Càng số hóa thì càng phải yêu nhau. Nếu không chúng ta thần kinh hết, chúng ta thành máy hết. Ông thì xem phim, mẹ thì chat, bố thì game, con cũng game. Chả bao giờ ăn cơm với nhau cả. Đấy, tranh biếm họa nhất là gì? Hai đứa ngồi nhắn tin cho nhau, anh yêu em và em yêu anh. Ngồi với nhau mà nhắn tin cho nhau, chửi nhau bằng tin. Đấy. Rồi, quan trọng nhất là gì ạ? Tiếp, quan trọng, tôi quan trọng, tôn trọng. Đấy, tại sao tôi chọn nghề này? Nhất tự vi sứ, bản tự vi sứ, thầy Định, thầy Duy. 15 tuổi đầu, người không biết tuổi là vẫn có thầy Duy. Sướng ạ, tôi tôn trọng. Phải cho chúng nó nhiều chức vào. 5-6 thằng trưởng phòng, 5-6 thằng phó phòng. Kệ nó, quyền ít thôi nhưng chức nhiều vào. Nó về nó khoe với mẹ, con vừa được trưởng phòng đấy, con vừa phó phòng đấy. Phó tổng giám đốc Tâm Việt Group Phạm Đức Định, kinh chưa? Cả họ cho nó thằng là phó tổng giám đốc tập đoàn Tâm Việt. Ui dồi, cho lên TV bắn ảnh, cho chụp ảnh với Đinh Thu Hinh, cho chụp ảnh với Minh Triết, cho chụp ảnh với ông Phúc, cả xóm kinh luôn. Về chụp ảnh đầy nhà toàn thấy Phúc phiệt, Triết thiệt, Huynh hiệt, thế nó còn kinh. Đấy, bọn nó thế thì cho đi chụp ảnh các nơi, chúng nó sướng lắm. Đấy, kinh chưa? Biết thằng nào hơn thằng nào biết đấy. Phúc đấy, Đinh Thu Hinh đến đây, kinh chưa? Thế thôi, Mr. Oai phải cho người ta oai. Có một cuộc họ họp thế này, 50 người, xong một thằng rồi, anh về đây, công tin to lắm, sao mày biết? Em thấy 20 thằng toàn trưởng ban với phó ban cả. Mà còn nhiều thằng chưa đi học, riêng lớp này em thấy em phải 20 phòng, 20 thằng là trưởng ban phó ban, chắc là cũng tập đoàn hình to lắm, ừ to chứ. Có từng người từ đấy, có mấy chục bóng, cứ nghĩ được chức gì, cho chức ấy, không nghĩ được trưởng ban phải chấp nhận phó ban, cứ làm ca cái thằng cho ca, mất gì ca không cho nó. Nhiều khi chúng ta cứ tiết kiệm cái gì đấy, thì chức sẵn, mình công ty cổ phần nó khác công ty khác, mất gì cái chức sẵn được, cho nó tí, thì nó phải phấn đấu. Tiếp, phát triển, đấy. Nhắc lại, không tiến thì biến, không vĩ đại thì lùi bại, phải liên tục nghĩ cái mới mà làm, đỡ cãi nhau ngay, đỡ chửi nhau ngay, chứ không làm cái mới là ra việc ngay. Ngay như vợ chồng ở với nhà hàng nhau cũng thế, lâu lâu là nghĩ là trò làm tình mới, kiểu mới, đỡ cãi nhau, hết. Công ty tôi mà lại thấy đứa nào mà bắt đầu dạo lèo bèo, thế dạo này con làm được cái gì con, có tiến bộ gì không? Nó đờ người bên ngay mà, tại sao mày lèo bèo? Mình mới đánh tiến bộ, mà không tiến thì mày phải hịch ngang hịch dọc để mà oai, hết. Và nhu cầu cao nhất là gì ạ? Contribution. Hái tiền, hiến tài. Nhân, cho, luật nhân quả đấy. Chúng ta đừng có bỏ cái luật nhân quả đấy. Nhân, cho. Ông Hồ đấy, ông có nhà, có cửa gì đâu, người ta làm cho ông hết. Mà ông chết bao nhiêu vẫn oai nhất, chứ không có. Thế tôi giúp bằng nó là, cái chỉ tưởng tượng có 5 triệu một đứa, cả ăn, cả ở, cả ỉa, cả đái. Không một tí nào không dạy cả, chỉ ăn ở nhà đái. Nhưng mình đóng góp thôi. Thôi trời nó cho mình, tôi cho ông Bảo nó dương cho tôi, tôi cho cái trang này là cái Vân cho tôi. Không có một một trên đời này, khi cái rượu và nhân quả, không có một một. Tự nhiên thủng lốp xe là năm ngoái đi toái ở đâu đấy, cho năm nay thủng lốp xe, chứ phải tự nhiên thủng lốp xe. Tự nhiên mất tiền, hồi nhỏ ăn cắp của mẹ, thế bây giờ thằng nào nó lấy lại, có đấy chứ đâu. Nó lấy lãi mấy chục năm thế, tự nhiên mất tiền, chả gì tự nhiên xảy ra cả. Đấy, thế nó tị về thôi. Hết giờ mới rồi. Tóm lại, tại sao phải nói tóm lại?
Đúng, thói quen. Tỉnh nhé, tỉnh. Nó tóm lại rồi nó không sủa nữa. Bao giờ phát biểu là phải tóm lại để nó tỉnh táo. Rất vui được chia sẻ với chị một ngày. Đây gọi là gì ạ? Khai vị. Đây chưa phải văn hóa doanh nghiệp gì nào ạ. Đây chỉ nói là tại sao văn hóa doanh nghiệp. Chứ còn nếu văn hóa doanh nghiệp tôi phải đi xuống lên tận đây, tôi ngó, tôi nghiêng, tôi ngửi, tôi nếm đủ thứ hết. Tôi phải sụp vào mạng xem cái anh từ chữ này viết cái gì. Phải nghiên cứu rất kỹ. Cái gì còn thế đẩy lên, cái gì nên bỏ nó đi. Nghĩa là gì ạ? Let go, let be và let in. Cái ba cái chữ ấy, let go, let be và let in. Cái gì sẽ buông bỏ đi, cái gì để nguyên và cái gì phải làm mới. Với chính mình thế, liên tục như thế, let go, bỏ đi, bỏ bớt đi. Let be cái gì đấy, cứ để kệ nó, và phải let in, phải tìm người mới. Phải đi đến nước như thế, phải liên tục cái quá trình phải làm. Nghĩa là bao nhiêu định, bao nhiêu ngày làm một lần, bao nhiêu tháng làm, bao nhiêu năm thì làm những mục gì. Mà làm đến văn hóa chứ, cái chị hiểu được ạ? Ai được đầu tiên? Mình. Chính mình. Áp dụng đúng quy trình với bản thân mình là xong. Tất cả quy trình công ty cứ áp dụng. Những cái này tôi học là cái chị phải áp dụng đúng ra đời sống cá nhân chị, bồ bịch gia đình. Rất dễ áp dụng nguyên này thôi. Đầu tiên là tại sao chúng mình chơi với nhau đã hết. Mục đích gì đó? À mục đích hôn nhau thì cứ hôn nhau, cứ chửi mấy cái này cái kia. Bồ nó chửi nhá. Dạy cho nó cách này. Đầu tiên là cãi nhau mà. Thế mày có hôn không? Không hôn thì về. Còn hôn thì hôn mẹ đi. Hôn xong còn chửi nữa không? Nhiều thằng ngu thì cứ nói lên bên được không nào? Thế là bảo thôi. Này tao hỏi cậu thật cậu nhá. Một câu rồi ta lại chửi nhau tiếp. Thế hôm nay có định hôn không? Có thì hôn mẹ thì phát được tính sau. Hôn xong có chửi nữa không? Không chửi nữa. Thôi mà không hôn. Không hôn tôi về đi. Tôi đến đây mà không hôn tôi chả được. Tôi không ngu đến mức là ngồi nghe cậu chửi đâu. Giải quyết rất nhiều việc cậu hiểu. Chứ nhiều đứa gặp nhau là cứ chửi nhau. Sứ mệnh rõ ràng. Học này mấy chị học vợ tôi này không bao giờ dám bỏ tôi được. Có một con mà chị ơi, thằng chó nhà mấy lão nhà chị đang karaoke bắt. Ok, tao biết thằng nhà mày thế nào cho lão người tao ngày nào bắt chả được. Không không hôm nay thì mai thằng hại karaoke lắm. Nhưng chị hỏi em một câu thôi nhá, thế bắt nó để làm gì hả em? Có giết được không, có đuổi được không? Mày không đuổi được thì bây giờ đang trốn, còn mày bắt mà không đuổi nó thì ngày mai bắt đầu vênh vào. Cứ để thế dọa nó kinh. Chứ mày mà xử lý thế nào tao được ngay. Mình mà nay hai con, mấy thằng chó ấy buông mình ra nó mừng quá, nó đi với gái 18 ngay. Còn chị em mình mà nay hai con, chó nó lấy à? Mình ngu thế bỏ làm gì, ở nhà dọa nó kinh. Chứ mày bắt nó kinh luôn. Cứ dọa. Em nghe người ta đồn là anh karaoke lắm. Đâu mà karaoke. Thế à? Thế thì tốt, anh tuyệt vời. Đấy, đừng có theo chúng nó nhé. Thế nó bớt đi, thế là được. Bắt làm gì? Đơn giản lắm. Đời đơn giản. Cái là mục đích là gì? Con mình có bố, mình có chồng. Đặt mục đích ấy, rồi xong mới là mục đích thằng chồng tử tế. Chứ chưa gì nó đòi thằng chồng tử tế lấy đâu ra. Đấy. Nhiều thằng lấy vợ rồi sao? Không có vợ đâu mà lấy. Mà mày thích con nào nhất, lấy con ấy, phải dạy nó làm vợ hết. Chứ làm gì có vợ đâu mà lấy. Đến mục đích là gì? Là cưới và đã, là dạy nó dần dần. Không có người tốt, chỉ có người tốt nhất. Nhớ chưa? Lấy chồng thì thằng thầy tốt nhất lấy, rồi dạy làm chồng, biến nó thành người tốt. Lấy được thứ nhất, biến thành người tốt. Để tất cả thì vui vẻ cho nó vui thôi. Đấy. Câu hỏi gì thắc mắc gì? Câu hỏi quan trọng nhất là về được chưa? Tôi sẽ gửi lại tất cả những trang chiếu hôm nay, những bài hát hôm nay.